Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú. Và phía sau tôi, các bạn học sinh chỉ mới 16, 17 tuổi thôi, lại là những người đầu tiên tập luyện cheerleading ở Hải Phòng. Và sau đây, chúng ta hãy cùng trò chuyện với các bạn ý để có thể hiểu hơn về bộ môn thể thao đặc biệt này nhé. Nói về cheerleading thì cũng thật là tình cờ thôi, đó là lúc mà bọn em mới năm lớp 10. Lúc đó bọn em phải tự dựng hẳn một tiết mục cho chương trình văn nghệ của nhà trường. Và bọn em đã muốn có một cái gọi là điểm nhấn cho tiết mục của mình, thì bọn em đã nhờ một số anh chị cựu học sinh hướng dẫn một số kỹ thuật cơ bản của cheerleading. Qua đó thì cái niềm đam mê cứ cháy mãi trong bọn em, và bọn em đã tự tìm những clip hướng dẫn trên mạng và tự tập với nhau cho đến tận bây giờ. Cheerleading là một môn thể thao phổ biến tại Mỹ. Vì vậy, trẻ em ở đây có điều kiện tập luyện từ rất nhỏ. Còn với các bạn trẻ này, không có bài bản, không người hướng dẫn, mọi thứ vẫn còn rất bỡ ngỡ và tất cả những gì biết được đều từ Internet. Khi xác định đã tập bộ môn này thì bọn em đã xác định là bọn em sẽ phải ngã rất nhiều, nhưng mà các base và back spot đều làm tốt nhiệm vụ của mình nên là chưa bao giờ bọn em phải gặp chấn thương quá nặng cả. Tập luyện những kỹ thuật khó thì thậm chí mất tận một tuần hoặc là hai tuần đi chăng nữa, nhưng mà đến lúc mà làm được cảm giác rất là vui, rất là phấn khích. Hiện nay tại Việt Nam, phong trào tập luyện cheerleading chủ yếu ở các trường đại học lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, các giải đấu chính thức còn rất hạn chế, khiến các bạn đam mê và theo đuổi bộ môn này chưa có nhiều sân chơi để phát triển. Khi mà đã tập luyện bộ môn này một thời gian rất là dài thì mỗi thành viên ở trong nhóm của bọn em đều có một sự đam mê nhất định đối với bộ môn này. Vậy nên là dù có sau này dù trong đội có học ở đây hay là lên Hà Nội hay là đi nước ngoài đi chăng nữa, tất cả mọi người vẫn cố gắng để phát huy, cố gắng tập luyện và phát huy cái niềm đam mê đấy của chính mình. Ngay sắp tới sau khi khai giảng cũng như các em lớp 10 mới vào trường thì bọn em sẽ tổ chức một đợt tryout để tuyển thành viên vào đội và tiếp tục duy trì đội sau này. Các anh đã chuyển cảm hứng cho bọn em thì bây giờ đến lượt bọn em chuyển cảm hứng cho thế hệ mới. Mặc dù chỉ là một nhóm nhỏ các bạn học sinh tập luyện cùng nhau một bộ môn lạ lẫm, nhưng mong rằng các thành viên của Helios Cheerleading sẽ giữ mãi ngọn lửa đam mê để có thể truyền cảm hứng phát triển phong trào cheerleading đang còn rất mới mẻ tại Hải Phòng.